Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ở dưới cái chân thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ đó môn đệ đã đánh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý phạm, quý chị em, theo truyền thống của Tổng giáo phận của chúng ta thì mỗi thứ hai là ngày các linh mục cũng như là các thầy giáo xứ nghỉ. Vậy thường thì ngày nghỉ đó các linh mục cũng như các thầy sẽ đi đâu? Còn nghỉ phần lớn là về nhà thăm gia đình, thăm ba, thăm mẹ. Còn thì còn mẹ thì còn về thăm mẹ. Chứ cha xứ của chúng ta thì bà cố đã mất cách đây 2 năm, chúng ta cũng đã biết. Nên là đôi khi ngài về đi ra mộ để thăm bà cố. Về mặt tự nhiên, việc mất mẹ là một sự đau thương. Tuy nhiên chúng ta có một người mẹ thiêng liêng mà chính Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu mến mẹ. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Đây là lời của Chúa Giêsu đã trân trối cho chúng ta mà đại diện là Thánh Gioan Tông Đồ: Này là mẹ con. Bởi vậy việc chúng ta yêu mến mẹ, tôn kính mẹ như là người mẹ của Hội Thánh không chỉ nằm ở mức đạo đức bình dân, mà nó cắm rễ sâu vào trong chính ý định của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trước khi lâm chung đã chối lại cho chúng ta người mẹ tuyệt vời này: Này là mẹ của con. Về lịch sử nguồn gốc thánh lễ này, nó có xuất hiện từ thời Thánh Augustino, công đồng Nicea và Efeso. Đức Giáo Hoàng Benedicto vào thế kỷ thứ 10, Benedicto thứ 14 thế kỷ thứ 18, cũng như Đức Giáo Hoàng Leo 13 thế kỷ thứ 19 cũng đã nhắc đến trong các lời phát biểu của các ngài. Tuy nhiên việc lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh có một bước ngoặt quan trọng vào thế kỷ thứ 20, đang khi công đồng diễn ra thì Đức Giáo Hoàng Paulo VI, mà thứ 6 vừa rồi chúng ta vừa kính nhớ ngài, ngài tuyên bố Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Và vào ngày 11 tháng 2 2018, có nghĩa là cách đây 2 năm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã xác định lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh ở bậc lễ nhớ buộc. Ngài không chỉ đơn thuần phát biểu với cái cá nhân của mình, nhưng nó đã xuất hiện từ rất lâu trong truyền thống của giáo hội, có nền tảng từ tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, mẹ của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, nên là mẹ của đầu của Hội Thánh cũng là mẹ của tất cả các chi thể là hội Kitô hữu chúng ta, nên là Đức Maria cũng là mẹ của Hội Thánh là như vậy. Và lễ này được Đức Giáo Hoàng Francisco xác định là thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có ai thắc mắc về ngày này không? Tại sao lại đặt ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống? Đặt ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống muốn nói lên một đặc tính nữa, là Đức Maria là đấng đầy ơn Chúa Thánh Thần, là đấng được Chúa Thánh Thần tràn ngập trong tâm hồn của mẹ.
Chúng ta nhớ lại lời của sứ thần khi truyền tin với Đức Maria: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Thánh Thần sẽ ngự xuống. Và chúng ta cũng có thể khẳng định rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết Đức Maria mang thai Chúa Giêsu như thế nào. Không một người nam nào biết điều này cả. Để tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng. Đặc biệt những ai đã mất mẹ, chúng ta hãy lấy lòng sùng kính Đức Mẹ nhiều hơn nữa. Và chúng ta được mời gọi hãy thảo hiếu với mẹ. Và cái thảo hiếu tốt nhất là chúng ta cũng hãy bắt chước chính mẹ. Hãy để Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn chúng ta, đổi mới mỗi người chúng ta, đổi mới cộng đoàn, đổi mới gia đình, đổi mới khu xóm và đổi mới chính giáo xứ của chúng ta. Amen.